Tin Nóng TV xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật giá vàng hôm nay ngày 3 tháng 6 năm 2020. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Các bạn xem video, hãy ủng hộ cho kênh của chúng tôi bằng cách nhấn nút like, chia sẻ và đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Sau đây là nội dung của bản tin. Các bạn thân mến, giá vàng hôm nay ngày 3 tháng 6 giảm mạnh do tâm lý chốt lời. Giá vàng thế giới ngày 3 tháng 6 giảm mạnh do tâm lý chốt lời của các nhà đầu tư, hiện giao dịch ở mức 1.730,4 USD trên ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 8 cuối cùng đã giảm 18,1 USD trên ounce xuống mức 1.732,3 USD trên ounce. Giá vàng hôm nay cao hơn 35,9%, 461 USD trên ounce so với đầu năm 2019. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 48,3 triệu đồng trên lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn 600.000 đồng so với vàng trong nước. Vàng có cơ hội tăng hơn, cho dù đã có những diễn biến tích cực trong hơn 5 tháng qua. Vàng được hỗ trợ khi mà ngân hàng trung ương các nước theo đuổi các biện pháp nới lỏng định lượng không giới hạn và các chính sách lãi suất thấp, thậm chí lãi suất âm. Tuy nhiên, áp lực đối với vàng hiện tại là mặt hàng này có giá đang vùng đỉnh của nhiều năm. Áp lực chốt lời có thể cản trở đà tăng lên của mặt hàng này. Theo dự báo của Standard Chartered, vàng sẽ nhanh chóng phá kỷ lục 1.920 USD trên ounce nếu Fed bắt buộc phải áp dụng lãi suất âm. Trên thực tế, nhiều tổ chức cho rằng triển vọng Fed dùng lãi suất âm là thấp, nhưng nếu Fed buộc phải dùng nó thì tác động lên các thị trường, trong đó có thị trường vàng là lớn. Thị trường chứng khoán toàn cầu chủ yếu tăng trong ngày thứ ba, trong khi các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng, giảm đan xen. Các nhà theo dõi thị trường đang cho rằng sức mạnh của thị trường chứng khoán thế giới chủ yếu là do sự kích thích tiền tệ khổng lồ của các ngân hàng trung ương vào các nền kinh tế. Hiện chỉ số đô la Mỹ thấp hơn và chạm mức thấp trong 2,5 tháng. Đồng bạc xanh đang trong tình trạng ngất xỉu, một phần do tình trạng bất ổn dân sự ở Mỹ. Trong khi đó, đồng đô la Úc và bảng Anh thì đang hưởng lợi. Giá dầu Tony Mex cao hơn và giao dịch quanh mức 36,35 USD trên thùng. Lợi tức trên điểm chuẩn 10 năm của kho bạc Hoa Kỳ hiện tại là khoảng 0,68%. Ghi nhận thị trường trong nước vào lúc 8:00 sáng nay, ngày 3 tháng 6, giá vàng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh với giá 48,62 triệu đồng trên lượng chiều mua vào và bán ra 48,97 triệu đồng trên lượng, giảm 30.000 đồng chiều mua vào và 30.000 đồng chiều bán ra so với thời điểm sáng hôm qua. Tại Hà Nội mua vào với giá 48,62 triệu đồng trên lượng và bán ra 48,99 triệu đồng trên lượng. Còn giá vàng SJC của tập đoàn Dori tại Hồ Chí Minh niêm yết chiều mua vào là 48,61 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 48,84 triệu đồng trên lượng. Tại Hà Nội thì niêm yết chiều mua vào là 48,66 triệu đồng trên lượng và bán ra ở mức là 48,79 triệu đồng trên lượng. Tại hệ thống BNV ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều mua vào ở mức là 48,68,65 triệu đồng trên lượng và bán ra ở mức là 48,92 triệu đồng trên lượng. Tại Phú Quý, SJC mua vào ở mức 48,65 triệu đồng trên lượng và bán ra ở mức là 48,85 triệu đồng trên lượng, chưa có sự điều chỉnh ở chiều mua vào và bán ra. Tại Mi Hồng, giá vàng SJC được niêm yết chiều mua vào là 48,55 triệu đồng trên lượng, bán ra là 48,8 triệu đồng trên lượng, giảm 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào, chiều bán ra giảm 50.000 đồng trên lượng so với chốt phiên ngày hôm qua. Tại Bảo Tín Minh Châu, hiện niêm yết giá vàng SJC chiều mua vào là 48,66 triệu đồng trên lượng, bán ra mức là 48,82 triệu đồng trên lượng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo.